Thủy NG xin kính chào quý vị, các anh chị, cô chú ha. Hôm nay chúng ta đến với một cái sản phẩm, đó là một cái tượng rồng đá sapphire. Cũng có thể là các anh chị mới chúng ta chưa biết đá sapphire là gì. Vì nhắc đến đá quý thì chúng ta chỉ biết đến dòng đá kim cương và lục bảo đúng không ạ? Và kèm theo đó là dòng cẩm thạch gọi là phỉ thúy. Thì ở đây chúng ta có sapphire. Và lát nữa đây thì NG sẽ giới thiệu đến quý vị những cái dòng đá quý được xếp chung loại với lại kim cương và emerald, đó là ruby và sapphire. Đó. Về cái lối chơi thì tại sao ruby và sapphire lại được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại? Vì căn bản nếu như mà quý vị dùng kim cương, ví dụ như là 6 ly 3 đi ha, SI1 hoặc là SI2 đồng chất và là đồng kích thước như 6 ly 3 thì chúng chỉ có một cái độ trong, tinh khiết và lấp lánh. Ngoài ra chúng không có cho chúng ta chiêm ngưỡng được những cái cấu trúc sinh trưởng từ bên trong đá. Và những cái đẹp đó như thế nào thì lát nữa em sẽ giới thiệu đến quý vị sau ha. Còn bây giờ chúng ta trải nghiệm đến với cái tượng rồng. Cái tượng rồng được đính xung quanh là full, tượng sapphire đính xung quanh full là dòng đá ruby lục yên bái, khá là nổi tiếng hơn vậy ha. LNG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá, như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy, với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cùng chiêm ngưỡng đến cái tượng rồng của chúng ta quý vị ạ. Đây là tượng rồng phun châu với chất liệu đá sapphire phan thiết, đá sống hả quý vị ha. Tại sao gọi chúng là đá sống thì cho anh mượn cái đèn nữa thôi. Vâng, thì như quý vị thấy thì tượng của chúng ta nói về độ bóng nè và những trái châu tròn trịa nè, khá là phong phú hả vậy ha. Kèm theo đó là nó có những cái điểm nền xanh, và khi mà chúng ta soi vào cái chất liệu đá thì quý vị có thể thấy là tượng đá của chúng ta nè, đó, ăn đèn rất là tốt hả vậy ha, xanh ra xanh, vàng ra vàng, và nền vàng khá nhiều. Vì chủ nhân của cái tượng rồng này đích thị là mệnh thổ hả vậy ha. Còn về các viên đá tấm ruby thì như quý vị thấy đây, chúng ta có những viên đá tấm khá là sắc nét ha, khá là rực lửa luôn. Và dòng đá tấm này thì nó là hàng 2 ly hơn hả vậy ha. Và để mà có cái vàng ruby như thế này thì khó kiếm mà một bộ để mà đính viền như thế này hả vậy ha. Ở đây là em đi chơi hàng 2 ly đều chân, và màu ở ngoài thì đẹp hơn và sặc sỡ hơn hả vậy ha. Sau đó là cái tượng của chúng ta được tạc hai mặt. Như quý vị thấy là phía sau là thân rồng với những cái vảy rồng uyển chuyển nè, và những trái châu khá là bắt mắt hả vậy ha. Là chất đá cũng là đá sống luôn. Và những cái ánh titan nó sẽ khiến cho cái vảy rồng uốn lượn rất là giống với rồng 3D đang uốn lượn ngoài đời thật hả vậy ha. Và ngay chỗ châu thì nghệ nhân của chúng ta phân tách nền để cho thấy là nó y như là nước biển hả vậy ha, xanh xanh. Và bờm của rồng thì như quý vị thấy đây, khá là sắc nét, dù là ở chi tiết nhỏ, dù là tạc trên đá. Chúng ta lưu ý rằng là tạc những cái bức tượng đá như thế này nó khó hơn tạc những bức tượng gỗ, vì quá trình tạc và quá trình đánh bóng đều khác nhau hả vậy ha. Thời gian sẽ diễn ra tới hàng tháng hoặc là hơn thế nữa mới hoàn thành được một cái tượng như thế này. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm về những cái sản phẩm và những cái em ruby cũng như là sapphire được xem là hàng Việt Nam chất lượng cao, hai trong bốn những loại dòng đá quý nhóm 1 hả quý vị ha. Rồi chúng ta cùng nhau trải nghiệm quý vị ạ. Đây là cái hàng sapphire của chúng ta, như quý vị thấy đây, trước mắt chúng ta là những cái viên sapphire cũng như là ruby lục yên bái hả quý vị ha. Những cái viên với độ bóng cao và nhiều kích thước cũng như là nhiều màu sắc sặc sỡ và chất lượng khá ok. Như quý vị thấy những cái viên đá này đây thì để đánh đổi và có những cái lô đá này thì chúng ta sẽ phải có nhiều vấn đề bên trong hả vậy ha. Đây là hàng sapphire và ruby của lục yên bái. Kế đến là chúng ta có khay sapphire của Phan Thiết hả vậy ha. Ở Việt Nam chúng ta có sapphire lục yên bái nè, sapphire Phan Thiết nè, sapphire Phan Thiết luôn quý vị ạ. Trong xanh và sóng sánh hả vậy ha. Và
kèm theo đó là những cái viên sao phi băng thiết như thế này, nó có những cái trục sinh trưởng rất là dễ thương. Và trục sinh trưởng nó, quý vị có nghe LNG nói rất là nhiều lần nhưng mà chúng ta chưa chiêm ngưỡng đúng không ạ? Lát nữa đây chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một cái phôi sao phi lục địa Yên Bái khá là đặc sắc ha. Còn bây giờ chúng ta trải nghiệm những cái dòng sao phi đến từ phía LNG. Và kèm theo đó thì ngoài cái màu hồng của những cái sản phẩm đẹp này ra thì nó còn cái màu đen của những sản phẩm hay ghê nữa vậy ha. Đây, sao phi Phan Thiết, sao phi Buôn Hồ. Việt Nam chúng ta có sao phi Phan Thiết, sao phi Lục Yên và cả sao phi Buôn Hồ nữa không vậy ha. Con này là sao phi Lục Yên nè, còn lại sao phi Buôn Hồ nè. Rồi, thì đây là cái khung cảnh màu hồng của những cái dòng sao phi mà Việt Nam chúng ta có. Nhưng mà kèm theo đó là cái màu đen của những cái sản phẩm này. Chúng ta thấy LNG có rất là nhiều cái sản lượng chất lượng, thì kèm theo đó cũng có những khoảnh khắc màu đen hả vậy ha. Đó là chúng ta vẫn đưa cho thợ gia công ngoài và vẫn có những cái hàng lỗi như thế này quý vị thấy không? Đó, những cái hàng như là vân mây rạn và rạn phèn và gân sớ rồi tùm lum la như thế này. Thì đó là hàng kém chất và LNG dạt qua một bên hả vậy ha. Anh chị em nào mà chúng ta muốn sưu tầm, tham khảo hoặc là mua về sửa thì chúng ta có thể ghé LNG với 30.000 viên thôi hả vậy ha. Em không có đưa mấy viên đó bệnh này lên mà tung hô là quý hiếm rồi nọ để mà chặt chém hả vậy ha, hay là đẩy đá của mình lên rồi này nọ các kiểu. Và kèm theo đó là còn đây khay nữa nè quý vị đó, có màu hồng thì sẽ có màu đen đó. Những viên này là những viên lỗi trong quá trình mà thợ họ lọc phôi á, họ lọc làm sao mà nó vẫn bệnh hả vậy ha, hoặc là viên đá bự mà bệnh. Đây là cái vấn đề mà đá thiên nhiên mà chúng ta có hả vậy ha. Phôi thì rất nhiều nhưng mà tỷ lệ thì không được bao nhiêu hết, tùy theo là cái nơi mà người ta cung cấp đá cho quý vị, người ta có kiến thức về đá hay không, hay là người thợ họ có chơi cái kiểu mà dạng như là chọn hàng sạch hay không. Đây là cái vấn đề phía sau hả vậy ha, phía sau hậu trường đây đó. Và để có những cái viên đá này thì đây LNG sẽ mang lên cho quý vị xem và giới thiệu. Ví dụ như đây là cái dòng sapphire của Lục Yên Yên Bái hả vậy ha. Thì đây là những cái phôi đá thô đấy, từ những cái phôi đá thô thì chúng ta có thể là sạc rồi quật bóng rồi này nọ để coi em nó đẹp hay không, titan thế nào, màu sắc ra làm sao. Ở đây là chụp sinh trưởng này hả quý vị ha, nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ thấy cái phôi rõ hơn. Thì chúng ta mài ra những viên như thế này đó, để em làm chùi cho đó, mài ra những viên như thế này. Hàng này thì em cũng dạt luôn hả vậy ha, nằm trong khay này là dạt luôn nè, nằm trong khay này cũng dạt luôn nè đó. Là quý vị có thể thấy hàng bên em chứ không, hàng cỡ này cũng dạt luôn nè đó. Và về chất lượng thì như quý vị thấy là những cái phôi thiên nhiên mài ra những viên đá thiên nhiên từ phía LNG thì chúng ta có rất là nhiều và đa dạng sự lựa chọn hả vậy ha. Kế đến thì chúng ta đến với những cái tượng như thế này đó. Đây là cái tượng sapphire Phan Thiết. Đa số thì hàng mài láng và hàng tạc tượng thì sapphire Phan Thiết rất là đỉnh hả vậy ha. Bởi vì chúng có những cái ưu điểm như là thứ nhất titan mạnh, thứ hai độ bóng tốt, và thứ ba là độ liên kết cũng khá là chặt chẽ hả vậy ha. Thứ tư nữa là chất đá sống nhiều, nên thành ra chúng ta tạc một cái bức tượng thì nó rất là đẹp. Đây là tượng A Di Đà sapphire Phan Thiết hả vậy ha. Kèm theo đó, đổ rồi. Kèm theo đó là một cái tượng A Di Đà sapphire Phan Thiết nữa quý vị ạ. Đó. Và để có những cái tượng thật đẹp thì chúng ta cần phải có những cái phôi thật đẹp. Mà những cái phôi thật đẹp thì sao ạ? Đây, lát nữa em Di đưa lên cho quý vị xem ha. Còn giờ lụm cái đống ruby sapphire Phan Thiết nó đổ vô trong chung với lại cái sapphire Lục Yên Bái. Để qua bển là nhiều quá. Đây. Vâng, đây là một cái tượng được tạc hai mặt hả quý vị ha. Mặt sau rồng cuộn nhã châu. Còn mặt trước là như quý vị thấy tượng Phật Mẹ cầm đó hoa hả vậy ha. Thì đây đích thị Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó. Bên hông thì quý vị có thể thấy nè, chi tiết rất là uyển chuyển, dù nhỏ nhưng mà sắc nét hả vậy ha. Và để có những cái tượng mà như quý vị thấy đây, đó, màu sắc sặc sỡ, chất đá thì ăn đèn tốt hả vậy ha.
gặp ánh sáng nó sẽ gom vào bên trong những cái viên đá của chúng ta, những cái ánh lửa này hả quý vị ha, rất là tuyệt vời. Thì để có những cái chất đá như thế này thì cái phôi của anh đâu là nhỉ? Đây, em đi mời quý vị xem qua một cái phôi đổ nữa rồi, một cái phôi sapphire phan thiết. Thì chúng ta thấy cái phôi này nó rất là bình thường đúng không ạ? Nhưng mà căn bản thì nó không bình thường. Trong cái phôi này nó sẽ có trục sinh trưởng, mà trục sinh trưởng đó nó y như là những cái xoắn gỗ. Khi mà chúng ta cắt ngang cây gỗ thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái xoắn, và nhờ tính theo những cái xoắn đó chúng ta biết được là cái tuổi cây đó nó đã hình thành bao nhiêu năm. Ví dụ như 20 xoắn tức là 20 năm hả vậy ha. Còn ở đây chúng ta có một cái phôi sapphire phan thiết và chúng ta không thể tính năm cho nó, vì nó hình thành hàng triệu năm, hàng ngàn năm và hàng triệu năm hả vậy ha. Đấy, đây là trục sinh trưởng của một cái viên sapphire với khá là nhiều màu sắc và những cái ô quy giống y như là mai rùa. Đấy, rất là đẹp đúng không quý vị? Chúng ta có thể đèn, để đèn xa xa đây nè, nó cũng thông đèn tốt. Với một cái phôi như thế này thì khi tạc tượng lên thì còn gì bằng nữa quý vị ha. Đó, và những cái sản phẩm của bên phía LNG thì như quý vị cũng biết rồi, khi mà LNG lên video được một tháng hoặc 2 tháng là đã có người chốt. Nó thành ra là những cái video của LNG khi mà tung ra những cái sản phẩm thô hoặc là sản phẩm thành phẩm thì chúng ta có thể là nhanh tay lựa chọn cho mình những cái viên đẹp nhất để mà lên trang sức phục vụ cho nhu cầu phong thủy hả vậy ha. Những cái sản phẩm trang sức bên LNG thì được khai vận cho từng món trang sức theo tuổi của từng người, và điều thú vị nhất là những cái viên đá cũng như là những món trang sức đều được bảo dưỡng trọn đời hả quý vị ha. Rồi, kênh Đá Phong Thủy LNG đến đây là hết. Mong rằng sẽ là chia sẻ đến quý vị những cái kiến thức ở video sau tuyệt vời hơn và hữu ích hơn, và nhiều dòng đá lạ hơn hả quý vị ha. Rồi, LNG một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.